Đêm 30 tháng 6, rạng sáng ngày 1 tháng 7, một số hộ dân ở xã Trung Trải, thị xã Sapa đã phát hiện cá tầm chết hàng loạt. Hiện tượng cá tầm chết xảy ra tại 3 trại nuôi của 10 hộ gia đình trong thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Trải. Theo các hộ dân, số cá bị chết khoảng 2 tấn, trung bình mỗi con cá mới đạt trọng lượng dưới 1 kg. Hiện các cơ quan chức năng của thị xã Sapa và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang phối hợp điều tra, lấy mẫu nước, mẫu cá để làm rõ nguyên nhân cá tầm của 10 hộ dân chết hàng loạt. Trước hết, cá chết sẽ phải thu gom, xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước tại địa phương.